Mấy khi giúp được bà con đi ô tô đi chụp cây thì đã chán. Hồng đào này nó bị tôi nói thật ra là làm cây như này nhưng mà mình ít khi mình cũng thấy những hàng đẹp này lắm. Hàng này thì hàng ghép, ghép bonsai. Năm nay là rẻ hơn mọi năm bao nhiêu. Rồi sao mình đường cơ nhìn nó mới đẹp. Nốt nốt cái ông mà ghi. Rồi chúng ta lại đi lang thang. Rồi. Hàng này có một cây này nguyên bản thôi này. Cây này nguyên bản. Còn đâu toàn ghép trên gốc. Ui này thế. Chậu này chậu 70 đúng không? Hử? 70. Đây có mỗi con này nguyên bản thôi. Còn lại thì toàn như thế này. Còn lại toàn như thế này. Có khoảng chục chậu. Nhưng mà tán nó cũng gọi là tán mịn đối với hồng ngoại như thế này nè. Ôi dồi ôi đấy. Thôi đi. Đi cho đây. Đây đi đây. Đây mịn thế này cơ mà. Tít tít tít. Đẹp nha.